Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đề xuất ngân sách nếu tái đắc cử. Đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết, ông Joe Biden nắm chắc suất ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Những thông tin đáng chú ý này sẽ có trong phần tin ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, bỏ qua những tin đồn về tuổi tác và sức khỏe, đương kim Tổng thống Joe Biden đã có đủ số phiếu đại biểu để chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Dân Chủ, điều đã được dự đoán từ trước, sau khi giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Georgia và Mississippi vào ngày 12 tháng 3. Đầu tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phác thảo tầm nhìn chính sách cho nước Mỹ với việc công bố danh mục chi tiêu ước tính trị giá 7.300 tỷ đô la Mỹ, tương tự như một đề xuất chính sách trong năm bầu cử đối với cử tri. Theo tài liệu công bố, Tổng thống Biden muốn tăng mạnh thuế đối với các tập đoàn và cá nhân có thu nhập cao nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 4 năm để giúp cắt giảm thâm hụt liên bang và chi trả cho các chương trình mới nhằm hỗ trợ những người có thu nhập thấp đối phó với tình trạng chi phí nhà ở và chăm sóc trẻ em tăng cao. Cụ thể, ngân sách đề xuất của Tổng thống Biden cho năm tài chính 2025 bắt đầu từ tháng 10 năm 2024, bao gồm việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28% đối với những người có doanh thu trên 400.000 đô la Mỹ một năm, buộc những người có tài sản từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên phải trả thuế ít nhất 25% thu nhập, đồng thời để chính phủ đàm phán để giảm giá thuốc. Trong khi đó, chính phủ sẽ mang lại khoản tín dụng thuế trẻ em cho những người có thu nhập thấp và trung bình, tài trợ cho các chương trình chăm sóc trẻ em, cấp 258 tỷ đô la Mỹ để xây dựng nhà ở, chi hàng tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn tội phạm bạo lực và thực thi pháp luật. Ngoài ra, ngân sách đề xuất cũng hứa hẹn cắt giảm thâm hụt chi tiêu hàng năm khoảng 3.000 tỷ đô la trong vòng 10 năm, làm chậm lại nhưng không ngăn cản sự tăng trưởng của khoản nợ quốc gia trị giá 34.500 tỷ đô la Mỹ. Nhà Trắng dự báo thâm hụt sẽ đạt tổng cộng 1.800 tỷ đô la trong năm tài chính 2025, tương đương 6,1% tổng sản phẩm quốc nội GDP, trước khi giảm xuống 4% trong thập kỷ này. Về đối ngoại, ngân sách đề xuất hướng tới mục tiêu đảm bảo tương lai và duy trì cam kết với các đồng minh và đối tác. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ngân sách cho năm tài chính 2025 bao gồm khoản 4 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các đối tác và liên minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó có 62 triệu đô la dành riêng cho việc hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và nỗ lực tăng cường các ưu tiên của ASEAN, bao gồm các lĩnh vực an ninh hàng hải, quản trị kinh tế và thương mại, kết nối, an ninh y tế toàn cầu, giới tính, dân chủ và nhân quyền, hỗ trợ sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Ngoài ra còn có 265,5 triệu đô la Mỹ dành riêng cho việc tăng cường các khuôn khổ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong đó có Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, quan hệ đối tác Mekong-Mỹ, Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, để tăng cường kết nối mạng và kỹ thuật số nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các mối đe dọa xuyên quốc gia, tăng cường an ninh khu vực thông qua hỗ trợ thực thi luật hàng hải và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế điện tử. Đáng chú ý, chính quyền của ông Biden dự chi 7,6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các cam kết lâu dài với các đối tác quan trọng ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi về quan hệ đối tác kinh tế, phát triển và an ninh chung, bao gồm Israel, Jordani và Ai Cập. Điều này cũng bao gồm việc tăng cường hỗ trợ người dân Palestine ở bờ Tây và Gaza, cũng như đầu tư vào xây dựng hòa bình và các nhu cầu trong lĩnh vực an ninh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng dành 2,9 tỷ đô la để đổi mới, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực ngoại giao đa phương, bao gồm đóng góp cho Liên Hợp Quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Washington dự kiến chi 63 triệu đô la Mỹ cho các khoản đầu tư quan trọng cần thiết cho năm tài chính 2025 để chuẩn bị cho việc Mỹ đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 vào năm 2026. Ngân sách trên được công bố vài ngày sau bài phát biểu thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Biden thuộc Đảng Dân Chủ. Trong đó, ông công kích mạnh mẽ các giá trị của cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, người dự kiến sẽ là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Đương kim Tổng thống Joe Biden cần 1.968 phiếu trong tổng số 3.934 phiếu đại biểu để giành được đề cử của Đảng Dân Chủ. Theo Edison Research, công ty thực hiện các cuộc thăm dò dư luận và thu thập kết quả bầu cử ở Mỹ, ông Biden đã vượt qua mốc này tối ngày 12 tháng 3 theo giờ địa phương, sau kết quả ban đầu của cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Georgia, trước khi có kết quả tại các bang Mississippi, Washington, quần đảo Bắc Marianas. Theo đó, ông đã giành đủ số phiếu đại biểu để đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở Georgia, tiến gần hơn đến việc trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và sẽ tham gia màn tái đấu kịch tính với ông Biden trong cuộc bầu cử tháng 11. Cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba vào đầu tháng này. Một thông tin lợi thế cho Tổng thống Biden. Trong vòng 24 giờ sau khi ông đọc thông điệp liên bang hôm 7 tháng 3, quỹ tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thu được hơn 10 triệu đô la Mỹ. Đây là điểm lạc quan về khía cạnh vận động tài chính trong bối cảnh chiến dịch tái tranh cử của ông Biden tìm cách tạo động lực thông qua thông điệp liên bang quan trọng cuối cùng trong nhiệm kỳ này. Ban vận động tranh cử của Tổng thống Biden cho biết câu chuyện quyên góp tiền này là kỷ lục cho nỗ lực tái tranh cử của ông và thu hút sự chú ý ngay cả trong bối cảnh khoản tiền gây quỹ chính trị đã rất lớn. Chẳng hạn như ban tranh cử của ông Biden và các ủy ban trực thuộc Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ đã huy động được 42 triệu đô la Mỹ trong tháng 1 năm nay. Một cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden cho biết số tiền này được chuyển đến thông qua khoảng 116.000 khoản quyên góp từ 113.000 người ủng hộ, tạo lợi thế tài chính ban đầu cho ông Biden so với cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Tính đến cuối tháng 1 năm 2024, ban vận động tranh cử của Tổng thống Biden đã có 56 triệu đô la Mỹ trong ngân hàng. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa có trong tay lần lượt 30 triệu đô la Mỹ và 9 triệu đô la Mỹ. Tận dụng lợi thế tài chính ban đầu, ban vận động tranh cử của ông Biden ngày 9 tháng 3 đã tung ra quảng cáo đầu tiên trị giá 30 triệu đô la Mỹ trong 6 tuần nhằm thực hiện chiến dịch vận động bao trùm các bang chiến địa bằng quảng cáo đầu tiên có hình ảnh vị Tổng thống 82 tuổi nói trước camera, thừa nhận tuổi tác của mình nhưng nhấn mạnh rằng ông hiểu cách hoàn thành công việc. Sau đó, ông Biden đã liệt kê một loạt thành tích kể từ khi tuyên thệ nhậm chức và đưa ra một loạt sự tương phản với cựu Tổng thống Donald Trump. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang phải vật lộn với những thách thức ngày càng leo thang trong cả chính sách đối nội và đối ngoại giữa bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng nóng lên từng ngày. Liên quan đến vấn đề di cư và an ninh biên giới, theo báo cáo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, trong năm tài chính 2023, tổng cộng hơn 2,4 triệu người đã vào Mỹ từ Mexico bằng các phương tiện trái phép. Con số này thể hiện mức tăng hơn 40% so với năm tài chính 2021 và cao hơn 4% so với năm tài chính 2022. Sau những chỉ trích gay gắt và bê bối nhân đạo xung quanh chính sách nhập cư trái phép của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, ông Biden tuyên bố mình là ứng cử viên sẽ khôi phục danh dự và sự tôn trọng với Tổng thống bằng cách xây dựng một phần hệ thống nhập cư công bằng và nhân đạo. Tuy nhiên, kể từ khi ông nhậm chức, chính sách nhập cư và an ninh biên giới của ông đã dẫn đến thêm 7,5 triệu người nhập cư trái phép trên toàn nước Mỹ. Đặc biệt, dọc theo tuyến đường Ciudad Juárez-El Paso, một trong những tuyến đường được người nhập cư ưa thích nhất, việc di cư trái phép đến bang Texas đã gây ra lạm phát, khủng hoảng nhà ở và lo ngại về an ninh. Theo báo cáo tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, gần 47% người Mỹ coi nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề nghiêm trọng ở nước này. Khả năng Đảng Cộng Hòa coi nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề rất lớn của quốc gia, cao hơn nhiều ở mức 70% so với Đảng Dân Chủ ở mức 25%. Điều này đặt chính quyền Tổng thống Joe Biden vào một bất lợi về vấn đề nhập cư khi cuộc bầu cử đến gần, đe dọa mối quan hệ luật pháp liên bang, tiểu bang và có khả năng củng cố cơ sở của Đảng Cộng Hòa. Tác động của vấn đề này đã báo động Đảng Dân Chủ và Tổng thống Joe Biden buộc phải thỏa hiệp hơn, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đóng cửa biên giới nếu Quốc hội thông qua dự luật lưỡng đảng cấp cho ông quyền như vậy. Còn ở hải ngoại, bất chấp những nỗ lực ban đầu nhằm tập trung vào các đối thủ lớn như Nga và Trung Quốc, cuộc chiến của Israel nhằm vào Hamas ở Gaza đã khiến Mỹ tái can dự vào Trung Đông. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tập trung vào việc kiềm chế đối thủ tiềm tàng là Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine và đang theo đuổi chiến lược tương tự để kiềm chế Trung Quốc. Những chính sách như vậy cho phép Mỹ duy trì ưu thế toàn cầu mà không cần tích cực tham gia chiến tranh. Việc Mỹ tái can dự vào Trung Đông mang lại sự đảm bảo cho Israel. Đối với Nga, điều đó có nghĩa là chuyển sự chú ý và quan tâm của công chúng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Căng thẳng ở Trung Đông có thể sẽ kéo dài đến tận cuộc bầu cử, làm giảm cơ hội của chính quyền Biden, vốn thường được phe Cộng hòa tận dụng mô tả là yếu đuối. Trong khi đó, việc chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ Israel trong vụ kiện diễn ra tại Tòa án Công lý Quốc tế đặt ra một vấn đề nan giải khi nhiều người trẻ không tán thành cách ông xử lý tình hình ở Gaza. Theo một cuộc thăm dò của New York Times, Siena College, khoảng 3/4 số người từ 18 đến 29 tuổi bày tỏ sự không đồng tình với cách đương kim chủ nhân Nhà Trắng xử lý cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Gaza. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang điều hướng một bối cảnh phức tạp về các vấn đề nhập cư trong nước và các thách thức chính sách đối ngoại ở Trung Đông với cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới sẽ tập trung vào những lĩnh vực quan trọng này.
các chiến lược của Nhà Trắng, đặc biệt là thu hút cử tri trẻ tuổi và quản lý căng thẳng địa chính trị, sẽ rất quan trọng trong việc định hình triển vọng tái cử và định hướng chính sách. Thưa quý vị, các cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden thừa nhận cuộc đua năm nay sẽ rất xích sao. Tuy nhiên, họ tin rằng ông sẽ giành chiến thắng, ngay cả khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đương kim Tổng thống Mỹ có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với người tiền nhiệm. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Và nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.